Nhà đẹp chính chủ cần bán gấp tại khu vực quận Tân Phú này anh chị, đường Lê Thúc Hoạch, phường Tân Quý, quận Tân Phú này anh chị, cách chợ Tân Hương mình chỉ có 500 m thôi, sổ hồng riêng chính chủ. Đó. Và bây giờ mình cùng đi xem chi tiết căn nhà nha anh chị. Mến chào với cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hiện tại mình đang đứng ngay chỗ chợ Tân Hương á anh chị, đó quận Tân Phú mình. Thì căn nhà của mình ngày hôm nay á, thì cách chợ chỉ có khoảng tầm 500 m thôi anh chị. Đó, có một căn nhà rất là đẹp luôn. Đó, nhà hiện tại là người ta đang kẹt tiền còn bán gấp á anh chị. Đó, nhà chủ nhà họ đang ở luôn. Rồi bây giờ mình cùng đi xuất phát từ chợ Tân Hương đi đến căn nhà nha anh chị. Đây, đây là đường Tân Hương á anh chị. Như thế nhưng mà cái hướng này nè, anh chị chạy á thì cuối đường Tân Hương sẽ là đường Bình Long. Anh chị có thể quẹo phải á, thì anh chị có thể về được Aeon Tân Phú á, anh chị. Đó, anh chị quẹo trái thì về ngã tư bốn xã nè. Đó, khu vực Bình Tân rồi đó anh chị. Đó. Thì từ đây mà anh chị về nhà mình chỉ có 500 m thôi. Đó. Nếu như mà anh chị có thể đi qua bên đường qua bên Aeon Tân Phú anh chị bằng đường Tân Quý cũng được, hoặc là anh chị đi thẳng Tân Hương và Bình Long lên cũng được. Khu vực này á thì nói chung là đường xá nó thông thoáng hết rồi. Anh chị đi rất là vô tư. Đây, bây giờ mình sẽ quẹo phải vô vô đường Phạm Quý Thích đó anh chị. Đó, để anh chị mình đi ra Lê Lê Thúc Hoạch nha anh chị. Đó, trước mặt mình là đường Lê Thúc Hoạch đó anh chị. Bây giờ nếu như mà mình quẹo quẹo phải anh chị là anh chị sẽ về lại ngay chỗ căn nhà của mình. Ở đây mình em sẽ quẹo trái lên tí xíu thì ngay nó sẽ ngay giao với đường Văn Cao rồi anh chị, là ngay chỗ trường cao đẳng giao thông vận tải anh chị, để cho anh chị mình dễ hình dung cái vị trí hơn. Nhà mình rất là gần trường cao đẳng giao thông vận tải Trung ương 3 luôn. Đó. Đây, mình chạy tới tí rồi tí mình sẽ quay đầu lại nha anh chị. Thì nói chung là đường xá xung quanh đây á, là đường hầu như đường rộng, đường Lê Thúc Hoạch rất là rộng. Và đường Thúc Hoạch cũng là một trong những trục đường chính của khu vực quận Tân Phú anh chị. Nó kết nối, nếu như mà anh chị đi thẳng đây nè, thẳng đường này luôn, thì anh chị sẽ về lại khu vực mà Nguyễn Sơn rồi Lý Bán Bích rồi đó anh chị. Đó. Đó, bây giờ mình quay lại nè, mình quay lại là nếu như mà từ đường Phan Rí ra nãy mình vừa phải là sẽ đường này đấy. Đó, cái hẻm 127 bên kia là cái hẻm mình quẹo nhẹ, nhưng bây giờ mình kiếm đường qua lộ nha anh chị. Nếu anh chị chạy tới đường Lê Thúc Hoạch này, chạy tới cuối đường Lê Thúc Hoạch nè là cũng sẽ là đường Bình Long luôn. Đó, anh chị Bình Long qua bên kia là đường kênh nước đen rồi quẹo về Eon Tân Phú rồi đó anh chị. Đó, mình quay đầu lại nè. Mình sẽ quẹo vào hẻm 127 đường Lê Thúc Hoạch anh chị. Đó. Nói chung khu vực đường này hầu như là tất cả đường này đều là đường ô tô đi được hết nha anh chị. Chị vào 127 nó thì căn căn này bên em thì có rất nhiều đường để vào, anh chị có thể quẹo bên đây nè, đây chị quẹo phải vô cũng được nè, còn không thì anh chị đi thẳng tới cũng đi theo cái địa chỉ cũng được anh chị, cho nó dễ dàng thì em chạy đi theo địa chỉ cho nó dễ hơn, anh chị mình dễ di chuyển vào nhà hơn. Ở đây người ta xây nhà biệt thự quá trời anh chị, đường thì đường thông thoáng hết rồi. Anh chị nào mà có bất động sản mà cần bán, cần quay video quảng cáo như vậy nè, thì alo cho em hỗ trợ thông tin cũng như là quay những cái video quảng cáo. Bên em có nhận ký gửi bất động sản khu vực Tân Phú, Bình Tân là luôn nha anh chị. Đó. Anh chị liên hệ với số hotline bên dưới 0949 900 589. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đó. Nha. Đường xá nói chung là đây là đường trải nhựa hết rồi. Xe ô tô vô tới nhà, khu vực này thì ô tô tới nhà anh chị. Đó, lúc nãy ngoài đầu đường á anh chị mà quẹo phải vô thì nó sẽ vô cái đường ngay trước mặt anh chị. Đây, đây là căn nhà của mình nè anh chị, đây căn nhà bán nè. À, em đi lại tí kia tí xíu cho anh chị thấy cái đường nó thông thoáng nha anh chị. Nếu như lúc nãy ngoài đầu hẻm vô á, lúc mà em chỉ nãy đầu hẻm vô á mà anh chị quẹo vô cái hẻm bên kia á, là sẽ nó sẽ ra ngay đây. Thì nó sẽ đường nó sẽ
thông thoáng hơn. Một tí nữa em sẽ chạy về bằng cái đường này cho anh chị mình xem. Này, đây là một 127-2 đó, anh chị chạy thẳng vô, anh chị thấy không? Đó, khu này đường xá thì họ xây nhà cao tầng rất là nhiều. Chị mua ở đây ở thì ok rồi. Đây là do chị chủ nhà, chị cũng cần tiền nên chị bán thôi, chứ hiện tại thì chị cũng đang ở đó anh chị. Đang ở cũng rất là ok. Này, xung quanh hoàn cảnh xung quanh chị thấy không? Đó ha. Ô tô nói chung khu vực này thì ô tô tới nhà hết rồi. Đó, nhà xung quanh đây rất là cao tầng. Nhà mình thì có một trệt một lầu thôi. Nếu anh chị nào muốn xây lên thêm á thì mình có thể xây lên thêm anh chị, để mình ở cho rộng rãi hơn cũng được, không sao hết. Nó căn nhà ngay chiếc xe này anh chị, nhà bên tay trái nè. Này, cái phần địa chỉ á thì em để dưới phần mô tả nha anh chị, để cho anh chị mình dễ lưu lại. Đây đây là bây giờ mình vào chi tiết căn nhà này anh chị. Đó, nhà thì có kết cấu là một trệt một lầu. Đó, diện tích là ngang 4 dài cho 12.5 anh chị ha. Đây thì giá chủ nhà hiện tại đang mong muốn là 5 tỷ 600 triệu. À, còn thương lượng nha anh chị. Đó, anh chị cứ liên hệ em đi xem nhà và gặp trực tiếp với chị chủ nhà để thương lượng luôn nha anh chị. Đây đây là căn nhà bên trong nè. Đó, với diện tích ngang 4 thì cực kỳ rộng rãi thông thoáng rồi. Đây là có được hai lớp cửa luôn, hai lớp cửa, cửa trong cửa ngoài. Đó, rất là an toàn và chắc chắn. Đây, anh chị nhìn không gian bên trong nè, rất là rộng rãi luôn anh chị. Thì nói chung là với diện tích mà ngang 4 thì anh chị rất là thuận tiện để thiết kế cái nội thất bên trong. Ở đây chủ nhà người ta ở, người ta cũng để đơn giản thôi. Ở phía trước là phòng khách, rồi khu vực để xe máy, rồi để một vài thứ linh tinh thôi anh chị. Này anh chị về thì anh chị có thể thiết kế lại. Phía sau đó, phía sau là sẽ tận dụng cái cầu thang anh chị để làm cái vách ngăn luôn. Nó mình vào bên trong này anh chị. Này, phía sau này á, là cầu thang, rồi nhà vệ sinh. Phía trong cùng sẽ là phòng bếp. Thì ngay chỗ vừa khu vực cầu thang này sẽ có một cái giếng trời. Tí nữa mình lên, mình sẽ thấy có giếng trời nên lấy sáng, lấy gió tự nhiên. Đây, phía sau này là khu vực nhà vệ sinh nè anh chị. Đó, rồi bên trong đây là phòng bếp. Đó. Không gian rất là thuận tiện cho anh chị mình. Ở đây phía phòng, khu vực phòng bếp thì có một khoảng trống nè, thì có anh chị có thể tận dụng làm bàn ăn cũng được anh chị ha. Đó. Rồi, và bây giờ mình đi lên trên anh chị. Nói chung là nhà cũng kết cấu cũng đơn giản ha, một trệt một lầu, rất là thuận tiện cho anh chị mình ở hai ba người anh chị ha. Có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Thì nói chung là nhà gia đình mình ở thì vô tư rồi. Này, đây phía trên. Ở bên 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 phải mình sẽ có một phòng. Phòng này là phòng hiện tại thì của có người đang ở nên là mình cũng không tiện để đi vô mấy cái phòng này lắm anh chị. Đây, đây đây là nhà vệ sinh ở trên nè. Đấy. Và bây giờ mình đi ra cái phòng phía trước. Ở đây bên kế bên cái nhà vệ sinh có một cái phòng nữa. Và phía trước đây là sẽ có phòng có ban công. Anh chị. Đó. Thì nói chung là phòng thì phòng ở khu vực đây thì chắc là phải ngang 3 và cho 4, khoảng 10 12 mét vuông anh chị. Đó, rất là rộng rãi. Đây. Đây là phòng phía trước, phòng phía trước thì sẽ có cái ban công nha anh chị. Nên mình sẽ ra ban công. Phòng phía trước này thì chắc khoảng ngang ngang 4 á anh chị, và cho 3 và cộng ban công nữa là chắc phải ngang 4 và 5 á. Rất là rộng rãi, phòng này mình thể làm phòng lớn nè. Đó. Xung quanh đây thì nhà cao tầng rất nhiều, đường thì thông thoáng. Anh chị nào quan tâm căn này và muốn đi xem thực tế á, thì alo cho em theo số hotline bên dưới 0949 900 589 nha anh chị. Đó, trực tiếp số điện thoại của em luôn. Số này anh em có Zalo, Viber, anh chị cần cung cấp thêm thông tin thì cứ kết bạn Zalo, bạn Viber với em. Đó. Đây, đây là giếng trời nè anh chị. Thì bên em
có nhận ký gửi nè, nhận vay video quảng cáo, anh chị nào đang có nhu cầu cần bán bất động sản thì cũng alo cho em 0949 900 589 đó, anh em mà em sẽ đến để quay về những video quảng cáo giống như vậy nè anh chị đó. Thì bây giờ em sẽ đi đi ra cái đường hẻm 127 xe 2 anh chị, để anh chị thấy cái rất là gần cái gọi lộ lớn luôn đó. Lúc nãy mình đi theo địa chỉ, bây giờ mình đi cái đường bên đây cho anh chị thấy đường nó rộng rãi thông thoáng ha anh chị. Nếu như mà thấy những video bên em á mà có giúp cho anh chị mình tham khảo được giá thị trường nè, tìm hiểu được những sản phẩm bất động sản ưng ý á, thì nhớ cho tụi em một like, một đăng ký nha anh chị. Đó. À, xin cảm ơn anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.